lắm con. Con nhớ mẹ lắm. Chào mọi người nha. Chào mọi người nha. Thì ok mọi người, là ngày hôm nay á, là mình với cả Kiệt á, là hai anh em đi vô trong này thăm cái phòng của cái cậu bé mà tên Hải, mà ở trong cái video trước mà anh em mình quay mà cậu bé bán vé số mà tới 10 giờ 11 giờ khuya đó mọi người. Thì ngày hôm nay là mình vô thăm phòng, mình nói chuyện với bà nội của bé. Dạ con chào cô nhá. Chào cô nha. Là cô là bà nội của cái bé Hải này à cô? Dạ. Cho con hỏi là cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? 50 Tết 55. Cô 55 à? À, là ở phòng này là chỉ có hai bà cháu sống thôi à cô? Hai bà cháu. Dạ. Cô là tên gì vậy cô? Tên Thúy. Cô tên Thúy à? Là bà nội của bé Hải này. Thì ngày hôm trước là con đi chơi về khuya, thì vô tình con gặp bé Hải này mà bán vé số mà tới 10 giờ mấy á cô. Thì con có dừng lại và con cho tiền bé, là không biết bé có nói với cô không nhỉ? Có nói rồi đúng không? À, thì là ngày hôm nay thì con vô trong này con tìm hiểu xem hoàn cảnh gia đình mình như thế nào á, mà để cho bé bán vé số tới đêm khuya vậy. Là ở trong này là chỉ có hai bà cháu ở thôi hả cô? Hai bà cháu, nói chung là có thằng con cũng hay tới lui, nó không chạy đi tới lui lên đây nè. Là bé này là cha mẹ của bé đâu như thế nào cô, rồi cô kể con nghe với con. Cũng như là mẹ nói với ba nó là thôi nha, bỏ nhau rồi. Dạ. Lúc nó còn nhỏ mới có tuổi mấy là mẹ nó là không nuôi nữa, nó mới giao cho bà nội. À, bà nội thấy gì á, lúc đó bà nội có đi làm mướn không có ở nhà, là cô, bà nội là cô đúng không? Đúng rồi. Cái đầu cô thấy gì thôi, thấy gì con cháu mình bỏ đâu có về thôi, là nghỉ đi làm trên thành phố á mới về đây, thành ra bắt bé về nuôi đó. Lúc đó mà cô cũng chưa ước chưa gáo nữa, thành ra mướn nhà trong Hoa Lư á, rồi cô mới thấy gì á, rồi cái cô mới gửi cho cái người ở chứ em là con ở bên chồng á, ở trong Hoa Lư á, gửi cho nó nuôi giùm. Yeah. Cô đi làm mướn ở đường năm đó, đường năm em về đang mình nuôi cho nó, cho nó lúc nó còn nhỏ xíu rồi chưa biết đi nữa, cái trong chủ nhà á buộc nó lại không cho nó đi, tại nó đi thì bả đâu có giữ được đâu. Buộc nó xích nó lại, buộc nó lại trong nhà đó. Thành ra cô mới đi làm tới 2 ca tới tối nó về, đi làm đi rửa chén tới đập vụ á. Yeah. Chén đường năm á. Và thì cô thấy gì, thấy nó lúc mà nuôi xong xuôi khoảng mà 2 tuổi mấy, cô thấy gì thôi, nghĩ cô tay cô bị khớp đau nhức quá tê đó. Yeah. Cô mới nghĩ bán, cô thấy gì đi bán, đi lãnh mấy chục tỷ số thì cô đi bán hàng ngày đang nuôi nó. Thấy cô hai bà cháu dắt lùm vòng đi chợ bán nè. Rồi đi xong xuôi cái người ta thấy tình thương, ông mua giùm cũng cho tiền đó. Thấy nó lớn rồi cái cũng đưa cái số cho nó bán, mà cũng đi theo nó. Rồi sau là mấy thấy cho đi học nó biết chữ, mấy cô mới đưa cho nó bán. Là hiện tại bây giờ là bé đang học lớp 3 đúng không cô? Đúng rồi, học lớp 3. Là vừa học vừa bán vé số. Vừa học thì bán vé số luôn. Bé bán vé số lâu chưa cô? Bán có mấy năm rồi. Bán mới có 8 tuổi mà bán mấy năm luôn này ạ? À, lúc mà nó thằng bé đi học á, đi học mình, nó đi học mà biết chữ, nó biết tính toán luôn, là đi cho nó bán luôn tới giờ luôn á, là lúc nó bán 5 tuổi rồi. À, 5 tuổi, vậy là bán 3 năm rồi đúng không? 3 năm đúng rồi. À, là tự bé đi bán hay là sao? Nó tự bị bán, nó thấy bà nội đau khớp á, nhức đó. Thì à, đi á, rồi thấy nó thôi là nội con bán tiếp cho nội. À, rồi nó đi cho nó bán phụ tiếp. Chứ mình cũng bán, mình đi cho nó bán cũng sót lắm. Tại vì con nít nó đâu, từ lứa tuổi nó ăn ngủ chứ đâu có cho mình đi bán nửa đêm nó hôm gì đâu. Hoàn cảnh khó khăn. Thành ra nhà thuê, nhà mướn nữa. Thành ra không có tiền, cuộc sống có sống. Hai, để chú hỏi con nè. Là con tự bán vé số hay là bà nội con kêu con đi bán? Dạ, tự đi bán. Tự đi bán hả? Rồi sao tự dưng lại con lại có một cái ý định mà muốn đi bán vé số? Dạ, nội con bị chân chặt khớp, không bán phụ nội. Vậy đó hả? Thấy thương không? Con thương nội không? Có. Vì ba mẹ con đâu? Ba mẹ bỏ con. Ba mẹ của bỏ con sống với nội? Dạ. Là sống với nội từ nhỏ luôn hả? Dạ. Ba con có hay về thăm con không? Dạ có. Còn mẹ? Dạ không. Mẹ thì không, ba thì có. Dạ. Là ba bé có hay về thăm bé không cô? Ba nó phải tới lui, còn mẹ không có. 1-2 năm nào không có tới lui nữa.
Ba mẹ mẹ làm từ 1-2 năm nay là không thể tới đây thăm. Không tới luôn, không thăm. Không gặp mặt luôn. Không gặp mặt. Còn ba thì là ba còn... hàng ngày. Nhiều khi qua đây qua chỗ đây là gặp con cũng hàng ngày. Ba là hàng ngày qua luôn đúng không? À đúng rồi. Ờ thế là ba có phụ cấp tiền nong này kia cho con. Nói chung là bà nếu mà ba nó làm được thì nó cũng phụ cho con thật từng lẻ cho được 100-200. Ờ. Còn nó làm không được nó là... cho. Ở trọ này là hai ba cháu ở thôi đúng không cô? Dạ đúng rồi. Thì cái phòng trọ này là một tháng là bao nhiêu? 1.800. Chiều 8. Điện nước mình chẳng cho 2 triệu á. Ờ thế mà mình có nợ nần thêm gì không mà sao mà phải để bé bán vé số quê vậy cô? Tại vì á mình không có cô thì bị khớp nít đó thì cô không có đi làm cái chuyện gì được hết trơn á thì cô đi bán vé số. Thì giờ bắt bé đi phụ tiếp cô. Nó này gậy 10 tờ 20 tờ cũng kiếm được mấy chục ngàn. Dạ. Đó tiếp cô là xây sở trong gia đình đó. Dạ. Tiền nhà tiền cửa, ăn uống. Thế là cô có bị bệnh gì khác không hay là bé có bị bệnh gì nữa không cô? À nói chung với cô thì hào thì cô có bệnh gì có cô bị nhức mỏi đau khớp bị nhức thôi à với kinh tọ đó cô bị kinh tọ đó. Dạ. Thì do cô đi nhiều khi đi lòng vòng hay đi xa không tê nhức á cô phải kiếm chỗ ngồi chứ không ngồi thì đi hơi té. Dạ. Thì do kiếm là... ngồi xuống. Có mấy người mà xung quanh đây mà nói với cháu là có hai bà cháu mà người bà mà dắt cái xe mà cho đứa cháu ngồi trên cái xe đạp mà hai bà cháu bán vé số mà cái giò đi cả nhắc là cô đó đúng không? Đúng rồi. Chở nó đó. Này lúc mà nó lúc mà chở nó đi hồi lúc mà chưa mướn nhà này. Đúng rồi. Cô mướn trên Trắng Biên á. Đêm nào cũng chở nó ngồi xe lưng nó té hoài à. Nhiều khi nó ngồi nặng quá cô chạy đó rồi té ngồi thì... vậy. Ghét á, lúc trước á là có ai nhắn tin cho anh kêu là có hai bà cháu mà bà mà dắt cháu ngồi trên xe đạp mà đi bán vé số tới khuya á. Kêu mình đi giúp đỡ nhưng mà anh không biết ở đâu. Thì bữa nay lại vô tình gặp lại thằng bé rồi mới vô đây. Thì là thế là một tháng là mình hết bao nhiêu tiền chi phí đi kia các thứ cô? Nói chung á thì một tháng á thì chi phí cô cũng 2 triệu mấy á. 2 triệu mấy là một ngày là cô bán bao nhiêu tờ vé số? Cô bán một ngày á thì nói chung á thì tùy theo bữa. Bữa đắt quế có bữa thì 200 cũng 100 mấy đó. Nhiều khi á bé này bán nhiều khi nó cũng mất cái số nữa nó bán thì khi nó mê chơi á. Một ngày là cô kiếm được tất cả được cũng bao nhiêu kiếm 100 mấy nói chung bù được đủ đồ thì một bộ đồng thì một ngày 100 mấy đó. Đi cho mọi đủ ăn không? À đủ ngày nào thì ăn ngày nào sao? Một ngày 100 mấy mà thì tiền trọ là 2 triệu điện nước là 2 triệu. Là một tháng là mình chi phí là ăn uống này kia với cả tiền trọ là hết khoảng bao nhiêu cô? 3 triệu không? Chắc có khoảng đó, ăn uống này nọ cũng khoảng 3 triệu mấy. 3 triệu. Ví dụ như là cô bệnh gì cô có nghỉ hay là cô đâu có dám nghỉ đâu con. Mà lại gì mình bán ngày nào thì mình ăn hết ngày nấy rồi mình không có dám nghỉ. Đó lum lum. Thế thằng bé này nó đi học mà nó đi bán vé số tới 11 giờ. 10 giờ 11 giờ mới về vậy học hành của nó có bị ảnh hưởng không cô? Nói chung thì nó học thì nói chung học chữ nghĩa thì nó học được thôi mà nó không có bằng người ta. Dạ. Nó thành ra hoàn cảnh như vậy mình phải cố gắng lên. Cô cũng muốn ước cao cho có một số tiền thằng cô lo cho cháu nội cô đi học cho nó đàng hoàng. Đó. Hàng ngày cô đi bán thì kiếm ăn cũng được lo cho con cháu nó tới nơi tới chốn. Cô cũng sức khỏe cô không có được mạnh khỏe như người ta. Mình có số vốn mình để đó. À đó đúng rồi đó, lo cho con cháu mình ăn học. Thời gian học hơn. À đúng rồi, tới nơi tới chốn cho nó biết chữ người ta để tu nghiệp cho nó. Nó không có mẹ cũng lùm bập cho nó, mình rồi nội mình lùm bập nó lại. Dạ. Giờ là cô chỉ ước ao là không có một số tiền để cô lo học hành cho thằng bé. Mà học hành của thằng bé này là một tháng là hết bao nhiêu cô? Hay là một năm là hết bao nhiêu tiền? 1 triệu mấy. 1 triệu mấy là một năm? Một năm đóng cho nhà nước. Nhà nước. Thế là bé còn học ở đâu nữa không? Không, học thêm nhà cô. À hôm bữa bé nói cho con là có học thêm ngoài nhà cô mà đúng không? Đúng rồi. Là học thêm ngoài nhà cô là một tháng là hết bao nhiêu con? 700. Tháng là hết 700 nữa à? 700 ngàn. Ờ vậy là yeah. Không tháng 700 ngàn cũng được. Tại vì chung là cái nhà trọ này cái trọ là 2 triệu. Ăn uống này, cái học thêm là một tháng là 3 triệu 7. 3 triệu 7 là tiền đấy rồi. Chưa trừ chi phí. Đấy, vậy là cô bán được một tháng bao nhiêu là cô hết bấy nhiêu luôn đúng không? Đúng rồi, không có tháng nào còn cái gì hết. Mình có thiếu cái mình đi mượn người ta. Thiếu mượn con. Cũng như cô đi hỏi thì mượn người ta. Cũng như bữa nay cô bán thục tiền.
cái cô đi, con đi mượn người ta rồi con lấy số, cô nó bán bán cái đầu hết rồi cô trả cho người ta. Cô phải mượn tiền để cô lấy số. Lấy số bán rồi bán hết cái trả cho người ta. Cái người bữa nào thăm mấy 50 ngàn, 100 cái mượn người ta đắp vô. Tối cái bán mình trả lại. Cái xe vòng như hoài đó. Mấy cái bao nhiêu, mấy cái bao gì vậy cô? Bao giờ chai. Bao giờ chai, cô lượm cái chai hả? Giờ chai hàng ngày á. Rồi bán cũng kiếm được 100 ngoài. Đây cặp sách của thằng bé à? Hai cặp sách. Thế thì bé là đi học về thì ngồi đâu học bài cô? Nó ngồi thấy đây. Nó dựa như đó. Con học bài chỗ nào Hải? Dạ, ngồi trong đó. Ngồi trong này học bài luôn hả? Dạ. Thì bây giờ con có cái điều ước gì không Hải? Dạ có. Điều ước gì con? Con nói chú nghe coi. Dạ là con lớn lên con làm bác sĩ, con lo cho con chữa bệnh cho nội. Con lớn lên là con làm bác sĩ, con chữa bệnh cho nội. Dạ. Cái đó là điều ước của cái tương lai đúng không? Dạ. Thì bây giờ cái điều ước mà hiện tại này ở đây là con muốn ước cái gì? Ước là con được học giỏi. Học giỏi. Rồi sao nữa không? Ok mọi người, thì thằng bé này nó còn nhỏ nên là nó không có biết là vật chất hay gì cả. Nó chỉ ước mơ nó học giỏi thôi. Thì ok mọi người, thì là ngày hôm nay là anh em mình quay lại đây thì thăm cái phòng trọ của cái bé Hải và cái cô gì ta? Cô Thủy à? Cô Thủy. Thì mình thăm cái hoàn cảnh của bé Hải và nói chuyện cùng với người lớn là bà nội của cô Thủy đó, để cho mọi người hiểu rõ hơn về hoàn cảnh. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video này của anh em mình nha. Thì nếu các bạn quan tâm đến cậu bé này á, thì các bạn hãy để lại ở comment ở bên dưới cho anh em mình biết, để anh em mình quay lại quay thêm những cái video về cậu bé này nữa nha mọi người. Nếu các bạn thấy hay để lại một like và một bình luận để anh em mình quay lại thăm cậu bé hơn nhiều nữa các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha.